Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Làm sao để chống tham nhũng phục vụ kinh tế. Ngày 14 tháng 8, BBC tiếng Việt cho hay, Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm nói chống tham nhũng phải phục vụ kinh tế. Theo đó, sáng ngày 14 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án trọng điểm. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết những vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Xuyên Việt Oil, các tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng và các vụ án vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp đã được Tô Tổng nhấn mạnh trong cuộc họp. Đặc biệt, ông Tô Lâm còn chủ trương phòng chống tham nhũng phải phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. BBC nhận xét, Tô Tổng đưa ra ý kiến trên trong bối cảnh có những lo ngại về việc chiến dịch chống tham nhũng khiến quan chức cán bộ sợ hãi, phần nào gây tê liệt bộ máy nhà nước và điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Theo BBC, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tô Tổng nói rằng sẽ kiên quyết, kiên trì đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Hình ảnh 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 bị mất chức. BBC đánh giá điểm mới trong chủ trương của ông Tô Lâm là việc nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Trên thực tế, hệ quả của công cuộc chống tham nhũng đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế, gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Không rõ Tô Tổng sẽ làm như thế nào để công cuộc phòng chống tham nhũng có thể phục vụ được mục tiêu phát triển kinh tế, hay đây lại là cái cớ để ông ta có thể xử lý nặng những người này mà tha cho những người khác. BBC dẫn bình luận của giáo sư Jonathan London, nhà nghiên cứu, giảng viên Đại học người Mỹ, chuyên về giáo dục và chính trị đương đại Việt Nam, nói rằng: "Tôi ủng hộ những nỗ lực để chống tham nhũng và tôi cũng chia sẻ lo ngại của những người cho rằng có một bộ phận bộ máy nắm quá nhiều quyền lực. Tuy nhiên, tôi hy vọng khi Việt Nam vượt qua được giai đoạn chưa ổn định về nhân sự này thì có thể lấy lại đà để giải quyết cho những vấn đề quan trọng và nâng cao nền kinh tế cũng như nâng cao cuộc sống của người dân." Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cũng trích dẫn ý kiến của ông London trong bài viết trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, chỉ ra rằng một hệ quả lớn của chiến dịch chống tham nhũng là sự tê liệt chính trị của toàn hệ thống, đặc biệt là sự trì trệ bao trùm trong lĩnh vực đầu tư công đã có tác động tiêu cực lên tăng trưởng GDP của đất nước. Trong năm 2023, chỉ có 63,4% ngân sách thường niên phân bổ cho đầu tư công được sử dụng do các quan chức cảnh giác và lo sợ trước sự kiểm tra giám sát. Tác động không chỉ đơn thuần là việc làm tiêu tan tăng trưởng, sự trì trệ của chính phủ đã dẫn tới việc trì hoãn của các dự án hạ tầng quan trọng, ảnh hưởng tới công việc làm và dẫn tới sự suy giảm về hiệu quả của cả nền kinh tế, ông London viết. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Alexander Vuvin tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye của Mỹ nói rằng Tô Lâm sẽ tiếp tục đốt lò nếu việc này cho ông một công cụ chính trị uy quyền hơn. Phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên của ông Tô Lâm, nhưng nó chỉ là vai trò phụ trợ trong nhu cầu củng cố quyền lực của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Làm sao để chống tham nhũng phục vụ kinh tế? Có thể hy vọng vào việc Tô Tổng cải cách di sản tư tưởng đảng của Tổng Trọng vì sự phát triển của đất nước. Ngày 13 tháng 8, AFA tiếng Việt có bài bình luận của blogger Huỳnh Trần với tựa đề Tân Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục di sản dở dang của người tiền nhiệm thế nào? Tác giả đặt vấn đề Tô Tổng sẽ bảo vệ tư tưởng của đảng thế nào? Theo đó, trong nỗ lực cứu đảng, Tổng Trọng đã nhân danh một chiến dịch chống tham nhũng nhằm cố gắng thay đổi bản chất con người thay vì thay đổi hệ thống chính trị đầy tham nhũng. Trong đó, ông đề cao đức trị của Khổng giáo, vận dụng tư tưởng Marx Lenin, đề cao chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa chuyên chế, tái tập trung quyền lực đảng, bỏ qua các quy tắc và chuẩn mực
nhằm kiểm soát quyền lực, lấn át phân quyền, đàn áp giới bất đồng chính kiến, xóa sổ xã hội dân sự và thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành công an. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, tất cả những điều trên đã tạo nên hệ tư tưởng đảng, cung cấp cơ sở để lý giải nguyên nhân vì sao đảng trưởng công an Tô Lâm, dù không phải là người kế vị chính thức, nhưng đã nhanh chóng và suôn sẻ thâu tóm quyền lực. Giờ đây, các nhà quan sát đang theo dõi xem ông Tô Lâm bảo vệ tư tưởng của đảng thế nào. Tác giả cho rằng, về nguyên lý và thực tế chỉ ra, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là bản sao rõ nét nhất từ mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự tương đồng này được làm sâu sắc hơn từ khi Tổng Trọng lên nắm quyền song hành với Tập Cận Bình. Việc vận dụng mô hình Trung Quốc vào thực tế của Việt Nam và tìm bản sắc dân tộc trong nỗ lực xây dựng cơ sở lý luận bởi Tổng Trọng cho hệ tư tưởng đảng cũng là thành công. Tuy nhiên, theo tác giả, việc vận dụng triết lý thực dụng Đặng Tiểu Bình vào môi trường đổi mới ở Việt Nam dường như không được đậm nét, thậm chí là sai lệch. Trong đó, vai trò của đảng yếu dần trong khi chính phủ có xu hướng mạnh lên, lấn át. Tổng Trọng đã nhận thấy và định danh là những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kèm theo với nạn tham nhũng. Ông đã nỗ lực giành lại quyền lãnh đạo tập trung của đảng, trong đó tăng cường chống tham nhũng và kết hợp thanh trừng phe phái và củng cố tư tưởng đảng. Đó thực sự mang dấu ấn của ông Trọng. Và những gì diễn ra từ đó cho đến nay hình thành các di sản nhưng còn dở dang cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, khởi đầu là tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Hình ảnh Tổng Trọng và Tô Tổng. Tác giả đánh giá, quá trình vận hành hệ tư tưởng đảng trong bối cảnh chuyển đổi thị trường đã chỉ ra thực tế không bền vững. Thay thế công cụ kế hoạch hóa tập trung, kinh tế thị trường đã khiến các quốc gia với chế độ đảng cộng sản toàn trị tuân theo tính quy luật phát triển với chu kỳ thịnh suy, trỗi dậy, đỉnh cao và thoái trào. Mô hình Trung Quốc đang suy thoái với nhiều vấn đề thách thức và Việt Nam cũng vậy. Giới cầm quyền đang bảo vệ tư tưởng đảng bằng cách tăng cường chuyên chế, bạo lực, theo luật quân vương, với sự tàn bạo của nhà cai trị, tha phụ người chứ không để người phụ ta. Trong khi các nỗ lực lãnh đạo trí tuệ và đạo đức của đảng như đề xuất làm chủ văn hóa thì ngày càng trở nên xa thực tế thị trường và kém thuyết phục bởi tha hóa quyền lực, tham nhũng. Tác giả kết luận di sản là di sản nhưng còn dở dang nên sự thay đổi là khó lường, không chỉ tùy thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân lãnh tụ của chế độ. Một số yếu tố của tư tưởng đảng đang có xu hướng quay về quá khứ toàn trị kiểu Mao. Trong đó nổi bật là hai chủ lưu, chính trị ký ức và tôn giáo chính trị, được nỗ lực truyền bá phục vụ duy trì chế độ. Liệu có thể hy vọng tân Tổng Bí thư Tô Lâm và những thế hệ kế tiếp sẽ thực dụng để cải cách hệ tư tưởng phục vụ cho sự phát triển của đất nước khi đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích của chế độ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin có thể hy vọng vào việc Tô Tổng cải cách di sản tư tưởng đảng của Tổng Trọng vì sự phát triển của đất nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.